chào anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video lắp ráp một cái động cơ Stirling. Cái này thì mình mới mua trên Lazada về, mới chỉ bóc băng dính ra thôi. Một cái xi lanh. Một cái lọ rất đẹp đựng dầu cồn đốt. Chúng ta bắt đầu sẽ lắp ráp theo hướng dẫn nha. Chúng ta sẽ nới con ốc này ta. À chết, mình nhầm. Phần ống nghiệm này thì chúng ta sẽ đút phần xi lanh này vào đây. Ở đây có một cái răng đấy, ta sẽ cố đút nó vào. Ok, như vậy là khít rồi. Chúng ta thấy động cơ ở đây chuyển động đấy. Sau đó chúng ta sẽ luồn nó vào đây. Đây thì chúng ta sẽ móc cái phần trục khỉu ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ cố định cái phần này lại. Để cái ống này thì sẽ nối sang cái ống dẫn bên này. Ở đây thì mình sử dụng cồn 90 độ. Sau đó sẽ cho cái bấc này vào. Và chúng ta sẽ bật lửa nhé. Ý. Chúng ta sẽ đợi trong khoảng 40 đến 50 giây để cho không khí trong cái vùng xi lanh này nó đốt nóng. Ok, nó đã chạy rồi.